Kênh đang là Tega Bonsai, xin thân ái kính chào quý cô chú anh chị đang xem kênh. Hôm nay thì kênh đến với vườn kiểng bonsai Xuân Thí, địa chỉ quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Xin kính mời quý vị cùng giao lưu với vườn kiểng bonsai Xuân Thí. Chào Thí. Dạ em chào anh, em xin mến chào quý cô chú anh chị đang xem kênh đây là TK Bonsai á. Hôm nay vườn kiểng Xuân Thí bên em lại tiếp tục quay trở lại kênh giao lưu với quý cô chú anh chị mình nhiều tác phẩm đẹp ha. Cũng mong quý cô chú anh chị mình yêu mến ủng hộ cho em nha. Bên em thì chuyên cung cấp các tiểu cảnh cây bonsai theo phong cách ba miền Bắc Trung Nam luôn quý cô chú anh chị ơi. Em cũng mong quý cô chú anh chị yêu mến ủng hộ cho em, liên hệ với em qua số điện thoại 0967634263 để được chị Xuân tư vấn và chốt đơn nha. À, sau đó chị Xuân cũng dùng cho Zalo luôn ạ. À. Và đầu clip của bên em là một cây linh sam song hình ương từ hạt hả cô chú anh chị. Đây, cây này thì bên em chỉnh sửa tàn lật ngược lên hả cô chú anh chị, rất là nghệ thuật luôn. Chi tàn chỉnh sửa rất là đẹp, để trong một cái chậu gốm sứ bát tràng men rạng nên là rất có giá trị hả cô chú anh chị. Cái chậu rất là đẹp luôn nè cô chú anh chị. Đây. Chi tàn thì bên em chỉnh là rất là chuẩn ha. Quý cô chú anh chị mình cũng biết cái để mà một tác phẩm mà xây ngược lại như vậy thì cũng tốn rất là nhiều thời gian chỉnh sửa hả cô chú anh chị. Cây rất là đẹp cô chú anh chị ơi, nhìn rất là nghệ thuật luôn ha. Rồi chiều cao của cây từ đây bay xuống là 27, tán ngang là 32. Ngay cái vị trí cũ này em đo một vòng như vậy là được 13 ha cô chú anh chị. Rồi cây linh sam song hình này em giao lưu với mình 1,3 triệu ha. Em bao ship toàn quốc bao gồm cái chậu này ha cô chú anh chị. Cây rất là nghệ thuật luôn, nhỏ mà rất là dễ thương. Rồi tiếp theo mã số 2 ha cô chú anh chị, là một cây sam trái để vô cây tượng Phật Di Lạc rất là đẹp ha. Cây này thì rất là già, chi tàn rất là chuẩn luôn rồi nè cô chú anh chị. Đây. Chỉnh rất là đẹp rồi ha. Từng cụm cây rất là già ha cô chú anh chị. Rồi, chiều cao của cây là 31. Chiều ngang như vậy là được 52. Em đo vị trí này như vậy là được 7, nhưng mà nó có cộng kẽm này thì nó khoảng tầm 6 thôi ha cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị cũng thông cảm cho em nếu mà có sai số chút đỉnh ha. Rồi, mã số 2 cây sam trái này em giao lưu với mình 1,9 triệu, em bao ship toàn quốc bao gồm cái tượng nha. Cái tượng này rất là có giá trị luôn quý cô chú anh chị ơi. Quý cô chú anh chị nào mà mua cây bên em thì bên em lúc nào cũng luôn tạo những cái mới lạ để cho quý cô chú anh chị mình chơi cây về không cần chỉnh sửa hoặc là thay chậu. Thì nhưng mà nếu như cô quý cô chú anh chị nào có thể mua chậu thì không lấy, có thể không lấy chậu bên em, có thể là trừ tiền ra ha cô chú anh chị. Tại vì trong quá trình vận chuyển á, chậu mấy cái chậu này cũng có rất là nhiều rủi ro, thì lỡ như cây tới quý cô chú anh chị mà nó có rạn nứt hay là có vấn đề gì thì cũng mong quý cô chú anh chị nhận giúp em rồi liên hệ lại với bên em sẽ trừ tiền hoặc là gửi cho mình một cái chậu khác hả cô chú anh chị. Chứ cây tới nơi mà quý cô chú anh chị nói chậu bể không nhận thì cũng tội nghiệp cho em ha. Rồi, mã số 3 ha cô chú anh chị, cũng là một cây linh sam song hình luôn. Đây, này là bên em tự chỉnh sửa, tự phối cây, nhìn nó rất là đẹp ha cô chú anh chị. Anh quay kỹ cho quý cô chú anh chị xem giúp em ha, chi tàn rất là chuẩn luôn nè. Đây, đường thân lắc lượng rất là khéo ha. Chiều cao như vậy là được 20, tán ngang 26, hoành thân như vậy là được 10 ha cô chú anh chị. Rồi, mã số 3 này em giao lưu với mình là 1,350 triệu. Tại hai cây nó giống nhau nên là em phải ghi giá khác nhau để mà để không nó lộn ha cô chú anh chị. Thì quý cô chú anh chị nào mình lấy một cặp thì em bớt cho mình 100 ngàn ha. Rất là đẹp cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp theo mã số 4 ha cô chú anh chị, một cây dúi, cây rất là già luôn. Hình này hình thú luôn nè cô chú anh chị, rất là quái cây ha. Đây, quý cô chú anh chị mình xem, đường thân co lắc rất là khéo, xương tàn rất là già ha. Bên em đã gỡ kẽm sạch kẽm hết luôn nè cô chú anh chị. Dâm tàn rất là đều ha. Đây, cây gì rất là dễ thương. Chiều cao là 23, tán ngang là 29, tổng cái cụm hoành đế như vậy ha là được 38 ha cô chú anh chị. Rồi cây dúi mã số 4 em giao lưu với mình 1,500,000, em bao ship toàn quốc bao gồm chậu nha quý cô chú anh chị. Không lấy chậu thì cứ liên hệ lại với bên em trừ tiền chậu ra ha. Rồi tới thêm một tác phẩm rất là nghệ thuật luôn cô chú anh chị, một cây sam trái để vô một cây chậu rất là đẹp luôn nè cô chú anh chị. Cây cũng rất là đẹp ha,
nó rất là già, nó rất là chuẩn dáng ha. Để một cái tượng con trâu, quý cô chú anh chị nhìn rất là nghệ thuật hả cô chú anh chị ơi, rất là đẹp luôn, quá trời dễ thương luôn. Cây sam trái này rất là già đó cô chú anh chị, chiều cao của nó là 38, tán ngang là 57, hoành thân em đo vị trí này là 6 ha. Rồi mã số 5, cây sam trái này em giao lưu với mình 2.100.000, em bao ship toàn quốc bao gồm chậu ha, cái chậu rất là đẹp cô chú anh chị ơi, không đụng hàng luôn. Rồi em qua mã số tiếp theo nha. Dạ, tiếp theo mã số 6 ha cô chú anh chị. Mã số 6 là một cây linh sam song hình ương từ hộp luôn cô chú anh chị. Cây để vô một cái chum cổ rất là nghệ thuật, rất là đẹp luôn ha. Đây. Chiều đổ xuống gì là 24 ha. Tán ngang của nó gì là 25. Em đo nguyên cái vòng tròn như vậy thì được 17 ha cô chú anh chị. Rồi, mã số 6 này em giao lưu với mình 1.2.000 ha cô chú anh chị ơi. Đường thân co lắc chi tàn rất là đẹp luôn. 1.2.000 em bao ship toàn quốc bao gồm cái chum cổ này ha. Tiếp theo mã số 7 cũng là một cây linh sam song hình ghép 86 nha cô chú anh chị. Để vô một cái tượng rất là dễ thương luôn, ôm cục đá rất là khéo léo ha. Nhìn bộ đế là quý cô chú anh chị thấy cái cây là tuyệt vời, rất là dễ thương luôn. Chiều cao nó là 21, tán ngang nó là 17. Nguyên cái cụm em đo gì là được 13. Rồi mã số 7, em giao lưu với mình 1 triệu ha. Cây này cái bộ đế rất là đẹp luôn. Để vô một cái tượng rất là nghệ thuật ha. 1 triệu em bao ship toàn quốc. Rồi, tiếp theo mã số 8 cũng là một cây linh sam song hình luôn cô chú anh chị. Nhìn bộ đế rất là khéo nè. Quý cô chú anh chị mình biết ha, để trồng một cây ngược như vậy bên em tốn rất là nhiều thời gian ha. Gọt bầu này kia rồi đợi cho nó ra lá xanh tươi tốt rồi, lá nó quay lên rồi mới giao lưu với cô chú anh chị thì cũng rất là tốn thời gian, mà để chỉnh cái cây này thì cũng kỳ công lắm ha cô chú anh chị. Rồi, chiều đổ nó xuống là 24, tán ngang gì là được 32. Em đo làm gì ha, vị trí này nó được 11. Đường thân co lắc rất là đẹp ha. Cây này thì em giao lưu với mình 1.150.000 ha quý cô chú anh chị, nào mà lấy hai cây thì em bớt mình 100.000 ha. Rồi, tiếp theo mã số 9. Dạ, để số 9. Mã số 9 là một cây cốc gừng ha cô chú anh chị. Một cây cốc gừng. Cốc gừng thì quý cô chú anh chị mình chơi cây thì cũng biết bên em thì chuyên cốc gừng ha, rất là nhiều cốc ha cô chú anh chị. Dáng rất là quái luôn nè, để vô một cái tượng men rạng rất là đẹp luôn, nhìn nó rất là nghệ thuật luôn nè. Đường thăng co lắc, cây cốc cũng khéo lắm ha. Cây này thì em đã ghép sẵn cốc thái rồi. Cốc gừng bên em thì quý cô chú anh chị mình cũng biết sức sống của nó rất là mãnh liệt ha cô chú anh chị. Ghép cốc thái vô mà trái là ăn không biết tới nào nó mới luôn. Là chiều dài nó được 38 của cô chú anh chị ơi. Em đo ngay vị trí của mình này đi là được 13 ha. Rất là khéo cây nè. Rồi, mã số 9 em giao lưu với mình 1.100.000 ha. 1.100.000 em bao ship toàn quốc bao gồm cái tượng này ha, rất là đẹp đó cô chú anh chị. Rồi tiếp theo ha, mã số 10 là một cây linh sam siêu bông, để vô một cái tượng hoặc di lạc tài lộc rất là đẹp ha. Cây này thì cũng già lắm rồi ha cô chú anh chị, nó đang có hoa luôn nè. Đây, chiều cao là được 23, tán ngang là được 52. Em đo vị trí ở dự vị trí này là được hoành được khoảng 14 ha. Rồi, cây linh sam siêu bông này em giao lưu mình 1.500.000. Em bao ship toàn quốc bao gồm tượng cho mình nha. Chi tàn của nó cũng đều lắm luôn á cô chú anh chị, đường thân co lắc rất là khéo ha. Rồi, em tiếp theo mã số tiếp theo nha, mã số 10 1.500.000. Dạ, tiếp theo mã số 11 là một cây khế ha cô chú anh chị. Này cái giống ghép cái giống siêu trái của chú anh chị, nó ra một chùm rất rất là nhiều trái luôn. Ngọt không anh? Cái chua hả?
ghép giống siêu trái. Quý cô chú anh chị biết nó ra một chùm là trái không luôn, nhỏ xíu mà trái dữ lắm, trái luôn cô chú anh chị. Để cho cây đó lên đây cho em luôn nè. Đó nè cô chú anh chị thêm thấy nha, nó nhỏ mà nó nhiều trái dữ lắm luôn cô chú anh chị, trái mà như bông vậy đó cô chú anh chị. Đây rồi, cây thì nó rất là già ha, nè nó uống công phu từ nhỏ luôn á cô chú anh chị. Đây à, cây nhỏ xíu mà treo ba trái thấy cũng tội nghiệp nó rồi đó. Đậu hết cây là cũng mệt mỏi ạ. Chiều cao là 35, tán ngang là 39. Cái hoành nó bằng ngón tay trỏ em mà cô chú anh chị ơi. Nhưng mà rất là quái cái đế ha, rất là dễ thương luôn, để vô một cái tượng hoặc di lạc nhìn rất là khéo cây ha. Thì cây này em giao lưu với mình là 850.000 thôi ha. Em bao ship toàn quốc bao gồm cái tượng này nha. Nhưng mà cái quý cô chú anh chị mình cũng lưu ý giùm em ha. Cây này thì nó rất là dễ ra trái và rất là dễ có trái luôn. Thì ví dụ như trong quá trình vận chuyển mà gửi go lỡ như có rụng trái thì quý cô chú anh chị nhận cây em mà nó ra trái mới ha, chứ không nhận cũng tội nghiệp em ha. Tại vì cái cây thì nó nhỏ mà cái trái thì nó nặng gì nè. Thì em sẽ cố gắng bảo dưỡng cho nó tốt nhất có thể, mà gửi go mà nó quăng quá trời hàng á thì quý cô chú anh chị nhận giùm em mà đợi nó ra đợt trái mới ha. 850.000 em bao ship luôn cô chú anh chị. Tiếp theo nè, mã số 12 nè, là cây này là siêu trái luôn, không biết nói làm sao luôn đó cô chú anh chị. Rất là nhiều trái, trái như bông rất là nhiều luôn. Rất là dễ thương, bộ đế rất là quái đế ha, nhỏ mà rất là dễ thương luôn. Cây này chiều cao là 35, chiều ngang tán gì là khoảng 27 ha. Cái hoành này thì nó cũng nhỏ thôi, nguyên cái dòng gì được khoảng 19 rồi cô chú anh chị. Rất là dễ thương luôn, vô một cái tường hoặc di lạc rất là khéo ha. Này là chơi nghệ thuật luôn cô chú anh chị. Nó nhỏ nhưng mà nó rất là già ha, bên em đã gỡ kẽm nó luôn rồi nè. Đây, mã số 12 em giao lưu mình cũng 850.000 ha. Khế siêu trái của chú anh chơi quá trời trái luôn, thấy ham luôn á. Cái này thì tới cô chú anh chị thì chắc cũng còn trái, tại trái nó nhỏ. Không sao. Rồi, tiếp theo mã số 13 ha cô chú anh chị, là một cây cằn thân ghép cam Mỹ của cô chú anh chị. Để vô một cái tường hoặc di lạc ha. Gốm sứ bát tràng mà men rạng nó rất là đẹp ha. Đẹp hơn là men bình thường luôn. Cái tượng này cũng mắc lắm, mấy trăm nghìn một cái. Nhìn lên là cây nghệ thuật liền, trái nhóc trơn luôn nè. Nhỏ mà nhóc chân trái một chùm nè. Bên đây nè, bên đây nè, bên đây nè, bên đây nè. Nhiều trái lắm luôn cô chú anh chị. Trái cam Mỹ thì quý cô chú anh chị biết ha, nó nở một cái là ba lớn nè. Nó sống trên cây khoảng một năm trời nó mới rụng hả cô chú anh chị. Xong rồi tới đó là mình ăn là cái là trái nào xứng đáng với đó luôn hả cô chú anh chị. Vừa chơi cây vừa chơi trái ha. Chiều cao là 38, tán ngang gì là 34. Em đo nguyên cái cụm đế như vậy ha, là được 21 hả cô chú anh chị. Cần thăng ghép cam Mỹ, mã số 13. Cây nhỏ nhưng mà trái rất là nhiều ha. Em giao lưu mình 850.000 nha. Em bao ship toàn quốc bao gồm tượng cho mình nha. Rồi, tiếp theo ha cô chú anh chị, mã số 14 là một cây cốc gừng ha. Cây này cây ghim, nó chưa ghép. Quý cô chú anh chị nào muốn ghép cốc thái thì cứ liên hệ nhà vườn bên em, bên em ghép xong rồi gửi cho mình ha. Đây, dáng cũng rất là quái, để trong một cái chum cổ, rất là nghệ thuật nha cô chú anh chị. Cái chum này là dạng như hàng bên em sưu tầm thôi chứ không có bán đại trà đâu cô chú anh chị. Rất là hiếm hàng luôn. Chiều cao cái cây này là nó tầm khoảng 36. Chiều dài nó hơn gì? Là khoảng 32. Vị trí này em đo được 17 ha. Cây cốc rừng mã số 14. Em giao lưu với mình triệu 2 nha. Em bao xíu toàn quốc bao gồm cái tượng ha. Ủa cái chậu này ha. Quý cô chú anh chị nào không lấy cái chum này nè, nó liên hệ với chị Xuân trừ tiền ra cho mình nha. Còn muốn ghép cốc thái thì cứ liên hệ chị Xuân, thì chị Xuân báo với bên em sẽ ghép cốc thái vô cho mình ha. Rồi em qua mã số tiếp theo ạ. Tiếp theo mã số 15 ha cô chú anh chị, là một cây cốc gừng ha. Cây này thì rất là quái, rất là già luôn nè cô chú anh chị, để trong một cái chum cổ. Nhìn rất là nghệ thuật ha. Đây cây này thì em ghép sẵn cốc thái cho mình rồi nha. Cốc thái cốc siêu trái cho mình luôn cô chú anh chị. Mình chờ trái nó ra rồi mình ăn luôn á. Cốc thái nó ngọt lắm đó cô chú anh chị. Chiều cao của cây là 35. Rồi chiều ngang em đo gì đi ha, là nó khoảng 32. Vị trí này em đo nó gì đi,
là rục 15 đó cô chú anh chị. 15 nè. À, mã số 15, cây cốc gừng. Em giao lưu với mình 1,5 triệu ha. 1,5 triệu em bao ship toàn quốc bao gồm mấy chum cổ này nha. Quý cô chú anh chị không lấy cái chum thì cứ liên hệ với chị Xuân trừ tiền ra ha. Rồi. Tiếp theo mã số 16 là một cây kim quýt dáng nằm để thú á cô chú anh chị. Chi tàn chuẩn hết rồi ha, đang dần hoàn thiện hết á cô chú anh chị. Rất là quái luôn á cô chú anh chị. Đây. Chiều cao là 28, tán ngang là 41. Tổng cộng hoành đế của nó như vậy. Là 59 ha. À, cây rất là già luôn cô chú anh chị. Có đuôi nè. Có chân trước, chân sau, nhìn rất là khéo cây ha. Cây kim quýt này em giao luôn mình 2,3 triệu ha. 2,3 triệu em bao ship toàn quốc bao gồm chậu nha. Dạ tiếp theo ha, là một cây vạn niên tùng ghép tùng đọt đỏ của Nhật Bản quý cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị thấy ha, bắt đầu cây này bắt đầu chuẩn bị già rồi nè. Đọt nó bắt đầu đỏ lên nè. Đợt trước hôm bữa em bán nè, đọt nó còn hơi non, nó không đỏ bằng đợt này ha. Đợt này nó chuẩn bị già, nó đỏ lên như cái bông nở rất là đẹp ha cô chú anh chị. Giống này nó rất là quý hiếm ha, rất là có giá trị luôn. Để vô một cái chum cổ, cắt rất là nghệ thuật luôn. Cái này thì bên em cũng tự cắt, nhìn rất là lạ ha. Chiều cao của cây đo như vậy thì nó được tầm khoảng là 17 ha. Chiều từ thân bay ra đây là 26. Cái tán nó gì là khoảng 20. À, bông nó rất là đẹp luôn nè cô chú anh chị. Này lá mà y như bông rất là đẹp ha. Rồi. Cây tùng đọt đỏ này em giao lưu với mình 1,1 triệu ha, em bao ship toàn quốc bao gồm cái chum này nha. Tiếp theo, một cây dành dành của chú anh chơi. Dành dành còn được gọi là bạch thiên hương ha. Cái hoa của nó rất là thơm luôn. Chi tàn thì chỉnh đã hoàn thiện hết ha cô chú anh chị. Bộ đế cũng rất là quái luôn nè. Chiều cao của nó là 40. Tán ngang là 49. Nguyên cái cụm hoành đế như em đo được 36 ha. Bộ đế rất là quái luôn. Em giao lưu mã số 18 mình 1,2 triệu ha. 1,2 triệu em bao ship toàn quốc bao gồm chậu nha. Rồi em qua mã số khác nha. Dạ tiếp theo mã số 19 đó cô chú anh chị. Là một cây cần thăng ghép ca Mỹ luôn cô chú anh chị ơi. Đợt này cần thăng ghép ca Mỹ bên em bán rất là chạy ha. Cây này còn đang có trái nè cô chú anh chị. Nó đang ra cho trái con ha. Đây. Trái non cũng rất là nhiều luôn. Bông cũng đang có luôn ha. Cây này rất là dễ cho ra trái luôn đó cô chú anh chị. Cần thăng ghép ca Mỹ. Cái bộ đế này cũng quái đế lắm ha. Chiều cao của nó là 67. Tán ngang là 45. Tổng hoành đế của nó gì là 39 ha cô chú anh chị ơi. À, cây cần thăng ghép ca Mỹ mã số 19 này nó cũng đang có trái ha. Lá rất là tươi tốt luôn cô chú anh chị. Em giao lưu với mình 1,7 triệu thôi ha. 1,7 triệu em bao ship toàn quốc bao gồm chậu nha. Tiếp theo mã số 20 cô chú anh chị. Cây cũng là cần thăng ghép cam. Cây này đế thú lùng lực rất là bự cái đế ha. Cây này thì nó mới vừa chuẩn bị cho ra trái thôi, nó đang cho ra bông nè cô chú anh chị. À, cây này thì trái thì nó chưa có mà bông của nó rất là nhiều ha. Đây bông đây nữa nè, rồi ở đây nữa nè, bông nó ra là sẽ có một cây trái thôi cô chú anh chị. Đế này, bộ đế này rất là đẹp ha. Đế thú nằm dài ha, bộ đế rất là nở, rất là quái cây luôn. Chiều cao là 59, tán ngang là 52. Nguyên cái dòng đế như vậy em đo được 46 ha. Mã số 20 em giao lưu với mình 1,750 triệu ha. 1,750 triệu em bao ship toàn quốc bao gồm chậu luôn nha. Mã số 21 của chú anh chị ơi. Một cây dưới Hoàng Anh Mộc. Này cái cây này thì đường thăng co lắc rất là quái luôn nè. Nhìn cái cổ nó hướng hồi về gì rất là khéo ha. Chiều cao của cây là 24.
nguyên cái cụm gì. Em đo được 33 ha. 32 à. À, cây dúi. Mã số 21. Em giao lưu với mình 1 triệu mốt ha. 1 triệu mốt em bao ship toàn quốc bao gồm cái chậu này cho mình luôn nha. Để vô đây rất là khéo cây luôn cô chú anh chị. Rồi một cái kim quýt tiếp theo ha. Mã số 22, một cái kim quýt, cây này cũng đế nằm dài rất là quái đế luôn nè. Đế là quái. Đây. Rất là quái cây ha, cây kim quýt. Chiều cao của nó là 24. Chiều dài nó gì là được 40. Nguyên cái cụm hoành đế của nó như vậy. Em đo được 40 luôn ha. Đây. Cây kim quýt. Mã số 22 em giao lưu với mình 2 triệu 2 ha. 2 triệu 2 em bảo ship toàn quốc bao gồm chậu cho mình luôn nha. Chi tiền nó hoàn thiện rồi nè cô chú anh chị. Rất là dễ thương ha. Em qua mã số tiếp theo nha cô chú anh chị. Dạ tiếp theo mã 23 là một cây cốc gừng ha cô chú anh chị. Cốc gừng, cây này thì em chưa có ghép nha. Quý cô chú anh chị nào muốn ghép thì cứ liên hệ với em ha. Cây này bộ đế rất là quái luôn nè. À, nó cuộn tròn rất là khéo ha cô chú anh chị. Để trong một cái chung cổ cắt rất là nghệ thuật ha. Rồi. Em đo ha. Từ cái thân này bay xuống đây là được 35 ha. Em đo ngay cổ này nha. Là được 25 ha cô chú anh chị. Phải không? 25 đúng rồi. Cái cốc này, cái bộ đế rất là quái nha. Quý cô chú anh chị nào muốn ghép cốc Thái cứ liên hệ nhà vườn bên em ghép và gửi cho mình ha. Rồi. Mã số 23 em giao lưu với mình 1.7 triệu đây ha. 1.7 triệu em bao ship toàn quốc ha, bao gồm cái chum này cho mình luôn. Tiếp theo mã 24 cô chú anh chị. Một cây xanh Nam Điền. À, cây này thì đường thân cũng khéo cây lắm ha. Cây này đã sạch kẽm nè cô chú anh chị, cũng già cây lắm rồi. Dáng nằm dài ha cô chú anh chị. Chiều cao là 37, tán ngang là 30. Cái dáng nằm dài của nó như vậy. Em đo được tới đây ha. Là khoảng 21 đó cô chú anh chị. Hoành nó được khoảng 13 ha. Rồi, mã số 24 em giao lưu với mình 1 triệu 2 ha. Em bao ship toàn quốc bao gồm cái chậu cho cái xanh Nam Điền này nha. Cây rất là già cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp theo. Cây này là cây vạn niên tùng. Đường thân co lắc uốn lượn, cây rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Chiều cao của cây là 78. Tán ngang là 72. Hoành thân là được 9 ha. Cây vạn niên tùng bên em đã chỉnh sửa chi tàn rồi lại rất là chuẩn ha cô chú anh chị, rất là đẹp ha. Em giao lưu với mình 2 triệu rưỡi nha. 2 triệu rưỡi em bao ship toàn quốc bao gồm chậu nha cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị nào không lấy chậu cứ liên hệ lại với bên em ha. Trừ tiền chậu cho mình nha. Rồi, một cây mai chiếu thủy chung nu của chú anh chị em, mã số 26. Bộ cây này bộ đế chải cũng đẹp lắm nè cô chú anh chị. Chi tàn chỉnh là rất là chuẩn rồi cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình xem ha. Chiều cao nó là 24. Tán ngang là 32. Cụm, em đo cái cụm gì đi ha. Cụm này em đo được khoảng 20 ha cô chú anh chị. Rồi, mã số 26 cây mai chiếu thủy chung nu này em giao luôn mình 1 triệu ha. 1 triệu em bao ship toàn quốc bao gồm cái chậu này cho mình nha. Cây này đã hoàn thiện chi tàn hết rồi, rất là đẹp của chú anh chị, về mình chỉ việc chơi thôi, không cần chỉnh sửa gì nữa cả ha. Rồi em tiếp theo mã số tiếp theo nha, mã số 27 à. Mã 27 là một cây linh san 86 gin ha cô chú anh chị. Cây này già, em gỡ kẽm hết trơn, sạch kẽm hết ha. Có một nhánh đột biến luôn nè cô chú anh chị. Đây, đột biến lá trắng luôn ha. Linh san 86 gin. Cây rất là già đó cô chú anh chị. Để vào một cái chum cổ cắt rất là nghệ thuật ha. Chiều cao của nó là 22. Tán ngang là 35. Nguyên cái cụm này ha. Em đo gì đi ha. Là được khoảng 16 nha cô chú anh chị. Rồi. Mã số 27 cây linh san 86 này em giao lưu với mình 1 triệu 2 ha.
1,2 triệu bao ship toàn quốc bao gồm các chum cổ này nha. Rồi tiếp theo mã số 28 của chú anh chị là một cây cốc gừng ha. Đây cây này thì em đã ghép sẵn cốc thái cho mình hai bo già luôn nè cô chú anh chị. Dáng này dáng đứng ha, rất là già cây rồi cô chú anh chị. Chiều cao là 46, tán ngang là 38. Cái mình ở vị trí này em đo được 26 nha. Rồi, cây cốc gừng này rất là già ha cô chú anh chị. Em ghép cốc thái cho mình sẵn hai bo luôn ở đây, rất là đẹp ha. Em giao lưu mình xả cây này là 800 ngàn thôi ha. Vườn nhiều quá trời em bán bớt đi. 800, em bao ship toàn quốc ha. Bao gồm chậu luôn. Rồi, tiếp theo mã 29 là một cây linh sam siêu bông. À. Đây, treo ngược cô chú anh chị đang cho một cây bông rất là đẹp luôn nè cô chú anh chị. Cái màu rất là dễ thương ha. Quý cô chú anh chị nào có vườn lan hoặc có ban công á, mình treo cái này lên nhìn rất là đẹp ha. Ở ngoài miền Trung á có một cái nhà của cái chú đó chuyên về treo ngược như vậy nè, tất cả các cây hoặc đồ dùng trong nhà đều treo ngược, nhìn rất là nghệ thuật luôn á cô chú anh chị, rất là đẹp ha. Đó, cây này cây bông ra một cây bông rất là đẹp luôn nè cô chú anh chị, đường thanh co lắc rất là khéo ha. Thiệt sự mà nói là cây treo ngược thì quý cô chú anh chị tìm cũng ít ai mà chỉnh được cây gì lắm cô chú anh chị, tại chỉnh rất là cực ha, không phải là cây nào mình chỉnh cũng được ha cô chú anh chị. Cây này đóng hàng đi cũng rất là khó luôn á cô chú anh chị. Chiều cao là 36, tán ngang là 47. Đo đây cho dễ. Em đo vị trí này ha, là hoành nó khoảng là 14 á cô chú anh chị. Đây. À. Linh sam 86 treo ngược nhìn rất là nghệ thuật luôn ha. Mã số 29 em giao lưu với mình 1,7 triệu đây ha. 1,7 triệu em bao ship toàn quốc bao gồm cái chum này luôn cho mình ha. Cái chum cổ này hàng sưu tầm cũng quý hiếm lắm luôn á. Rồi mã số 30 là một cây sapo chê của chú anh chị. Một cây sapo chê. Cây này một cây trái luôn của chú anh chị. À. Này tới Tết là nó ra trái em chừng ăn được luôn á. Tháng mấy nữa chắc kịp ăn Tết luôn á cô chú anh chị. Hồng sim ha. Chiều cao của cây em đo như vậy là khoảng 29 ha. Chiều từ thân bay ra đây là nó khoảng 58. Hoành thân em đo vị trí này ha là được 7. Có cộng kẽm ở này thì nó tầm khoảng hơn 6 một xíu thôi ha. Có sai số chút đỉnh thì cũng quý, mong quý cô chú anh chị thông cảm với em nha. Tại có cộng kẽm em đo không thể chính xác được. Rồi cây hồng sim này, một cây trái này em giao lưu mình 1,4 triệu ha. 1,4 triệu em bao ship toàn quốc bao gồm cái chậu cho mình luôn. Cây này mình chơi Tết rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Rồi cây hồng sim này thì cũng là cây cuối clip của em luôn. Em cũng cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã dành thời gian quý báu để xem hết clip ha. Em chúc quý cô chú anh chị mình có nhiều sức khỏe, xem clip đôi và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị ở clip sau ạ. Liên hệ với bên em qua số điện thoại 0967634263 để được chị Xuân tư vấn và chốt đơn nha. Số đó chị Xuân cũng dùng Zalo luôn ạ. Tạm biệt quý cô chú anh chị và hẹn gặp lại ở clip sau. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem hết video, chọn được cây ưng ý, liên hệ với Vườn Kiển Bonsai Xuân Thí để chốt cây. Số điện thoại được đặt trên tiêu đề và trong mô tả. Chân thành cảm ơn, trân trọng kính chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.